Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Audio Hà Đông lại quay thanh lý đến các bạn một mẫu âm ly giải mã của Yamaha. Và mẫu âm ly này nó là một mẫu âm ly giải mã đời cao, có cả tính năng HDMI anh em nhé. Có HDMI và giá thanh lý 2 triệu thay vì giá 3 triệu này anh em nhé, 2 triệu đồng. Và tôi sẽ ghép loa để anh em có thể nghe nhạc, và tôi cũng thử cả vang để hát karaoke thử một đoạn anh em ạ. Con này nó có HDMI anh em nhá, nên là thanh lý với giá 2 triệu đồng. Tôi sẽ quay gần để các bác nắm được xem là trông nó như thế nào. Con âm ly này thanh lý lý do tại sao? Nó là hàng bãi zin nhưng mà nó cũ theo thời gian. Nó xước sát do quá trình vận chuyển. Nên là thôi quay thanh lý cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì có thể các bác nắm được sản phẩm nhá. Nó xước sát một chút do quá trình vận chuyển từ bên kia về. Đó. Nó là mẫu âm ly có HDMI đời cao, thanh lý giá 2 triệu, anh em nhớ điều đó. Tôn con cho bấm vào đây để chỉnh bass chết. Đó. Tăng giảm cộng trừ. Loa AB. Đó. Nói chung là dùng để nghe nhạc và hát karaoke nhẹ nhàng. Đây là bên cạnh mặt sau này anh em ạ. Góc cạnh còn đẹp, có cái là xước sát nước sơn HDMI giải mã, đường đồng trục, đường quang đầy đủ. Có cả radio, số series là 9378, 100V, 180W. Xem nội thất bên trong của mẫu âm ly Yamaha đời cao có HDMI và giá thanh lý là 2 triệu đồng anh em nhé. 463, âm ly này nó có xước sát và chuẩn chẳng nước sơn. Giá thanh lý một con âm ly đời cao để anh em có thể nghe nhạc và ghép vang hát karaoke nhẹ nhàng đơn giản. 100V, 180W. Nguồn nói chung là zin hết. Tiếc mỗi cái là do quá trình vận chuyển từ bên kia về nó có xước sát và chuẩn chẳng. Còn bên trong rất mới anh em ạ. Hàng bãi thì nó sẽ như vậy. Tôi đang đấu loa vào cầu loa A, lấy tín hiệu từ van sang để tí nữa có thể ghép hát karaoke luôn. Đó là mẫu đi đời cao nên là có HDMI và đường quang. Quay gần hơn để anh em cảm nhận. Cái này là nút bấm loa anh em nhé, AB. Và để chế độ nghe nhạc strain. Chuyên nghe nhạc, input mode anh em để chế độ là đường quang hoặc là analog hoặc auto đó. Còn nút tone control này để chỉnh bass chép anh em bấm cộng trừ đây đó. Rất nhiều cấp độ, mở to hơn để các bác cảm nhận. Và đang được ghép vào đôi loa karaoke Bass 25. Nói chung con âm ly này nó không quá khỏe anh em nhá. Nó dùng để nghe nhạc, nhu cầu đơn giản, nhẹ nhàng và ghép vang hát karaoke nhẹ nhàng. Và nó có tính năng hiện đại, đó là HDMI, như vậy thôi. Chứ nó không khỏe bằng con âm ly mà hôm nọ tôi quay thanh lý các bác 1 triệu 500 nghìn đồng kia đâu. Nhưng đổi lại con âm ly này nó lại có HDMI đó. Và giá thanh lý là 2 triệu. Còn những cái chuột chặt này anh em này, thì nó bị chuột chặt này, cửa hàng mới để giá như vậy anh em ạ. Nó là một mẫu bi đời cao nhập về trong cái lô. Nó có những con như này thanh lý lấy giá vốn đâu, còn chưa được giá vốn đâu, bởi vì nó là con âm ly có HDMI.
Hai người cấp độ ba chép. Sẽ hát thử một đoạn xem nó như nào các bác nhá. Đang đấu vào loa karaoke bass 25 BK. Alo. Đời hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ này còn lối trôi, riêng lối xin từ chối. Và xuân chẳng gì nơi, càng xuân chẳng gì nơi. Xuân là của một người, mặc tình xuân là lời. Xuân chẳng phải riêng ai, xuân đi rồi xuân tới, ngày gì xuân đem đưa. Hai người mấy tuổi đời, ai đón ai mời, tôi chưa muốn trao lời. Hàn tàn xuân đã rơi, tơ lòng đang rối, xuân đêm đêm buồn thôi. Một hai ba bốn năm lộ, xin chào quý vị. Hoa lá nở thắm đẹp làm mối hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước khi mùa xuân sang. Tôi chung chung gì đây vào mùa xuân này? Khi nắng vàng tươi đẹp là ấm áp, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm với tô đẹp tháng năm. Tôi đi không muốn người hỏi yêu thương muốn. Đón hương những quang trong tia nắng thanh lùng, để người anh yêu dấu quay về gia đình tìm vui bên nữa. Tôi đi trong những yên lành, người người tắm cho mong gió mưa rơi cho cô gái xuân ước nguyện sao cho. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.